đúng không? Bình thường cái sổ của em là không có nhà, cái sổ của em có cục đất không à. Còn bây giờ tụi em hoàn công nhà thì cái nhà của em mới có sổ, cái nhà nó có ngoài đời, nó có trên giấy á, hiểu không? Thì khi mà nhà nước mà lấy đất trưng dụng một vấn đề gì đó thì nhà nước ủi cái nhà bạn luôn, rồi bạn phải trả tiền cho nhà nước ủi nữa. Cái ông nào ông sếp nào bên Quận 1 mà đi hay cẩu xe hơi đó, người ta kêu là cái gì cẩu cẩu đó đó, mà mình cái xe hơi bị cẩu nha, chủ xe phải trả tiền. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, gymer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog kinh nghiệm xương máu của Duy Nguyễn. Thì hôm nay anh có một bạn học em, bạn học của anh nó gặp nhau lần gần đây nhất chắc cũng gần 20 năm. Từ hồi năm học lớp 12 xong rồi giờ nó không biết nó la liếm ở Facebook hay Vigo hay là TikTok gì đó biết anh đó. Mà xong á cái việc đầu tiên á nó lên gặp anh biết là anh gì không? Nope. Nói thôi tao biết tấm mày ngày xưa giờ ngay thẳng, tao vô thẳng vấn đề luôn, cho mượn 100 triệu đi. What the hell? Anh không ngại ra Hà Nội cần lý do chi vậy? Cái nói là tao không may mắn như mày, tao nói chung á thì không có làm ăn kinh doanh nhưng mà nói chung cũng gán. Tao nghe mày nói cái câu mà gì tương lai nhờ bên vợ gì đó, thì bữa nay tao tương lai nhờ bên vợ thiệt rồi. Wow. Thôi sao vậy? Tự nhiên tao cưới nhỏ kia xong rồi cái nói chung là được có miếng đất, xong có miếng vốn xây cái nhà, xong xây giữa chừng thiếu tiền. Cái nói là tao tính là xây cái nhà chừng 2 tỷ thôi à, mà tự nhiên vợ thiếu mẹ, vợ lên tới 3 tỷ luôn, gồng hết nổi rồi. Cái gì mày gồng đã được 2 tỷ rồi mà mày không gồng được 100 triệu nữa hả? Cái đó đâu có, tao gồng 2 tỷ rồi đó, mà tao gồng thêm mấy trăm triệu nữa, bây giờ tới thêm cái này là tức nước dở bờ luôn rồi. Cái hỏi vụ gì? Cái nói trời ơi bây giờ tao xây cái nhà nó sinh ra nhiều vấn đề quá, nó tăng chi phí quá, sau Covid nữa mấy cái thằng vật liệu xây dựng nó đòi tăng giá. Nó hỏi sao tăng? Cái đó tại vật liệu xây dựng có những cái mua bên Trung Quốc á, mà bây giờ Covid nó ảnh hưởng tới sản xuất này nọ các kiểu nên vợ đòi tăng giá đó. Đó cái nhất, cái thứ hai, nhưng mà cái thứ hai mới là cái nó mượn tiền, chứ cái thứ nhất không phải là cái mượn tiền. Cái thứ hai biết mượn tiền làm gì không? Làm cầu thang. Xong rồi cái nói oh my god, mày xây nhà cầu thang rồi mày với vợ mày đu lên hả? Cái này đâu có, cầu thang xây rồi nhưng mà giờ làm thêm cái nữa. Cái nói á đù mày giàu hen, tụi nhà ở thôi đặt xây 2 cầu thang hả? Cái này không phải ông ơi, cái này là bị bắt buộc, cái này là không phải tự nguyện. Vì mày xây nhà, mày chủ nhà, ai bắt buộc được mày? Mày nói gì vậy? Cái nói trời ơi nè, cái cầu thang này nè, nó đưa lên hình biết cầu thang gì không? Cầu thang gì? Cầu thang 3D, làm vẽ 3D, vẽ hình cầu thang này nè, cái nằm ở đằng sau ngôi nhà đó ba. Hỏi cầu thang này giờ là cầu thang, nói chung là cầu thang phụ, cầu thang để gọi là khi nào mà cháy nhà nó chạy. Mà nó thiệt với mày á, tao xây nhà tao biết chừng nào nó mới cháy, xây nhà đâu ai nghĩ tới chuyện cháy đâu, bây giờ nó phát sinh chi phí nhiều quá, thôi cho mượn đỡ đi. Cái nó ok thôi được rồi, nhà mẹ đi, bạn bè không à, 100 triệu đi tới đâu, nó cho mượn, nhưng mà không có giải ngân cho nó ba, đâu có giải ăn của tao không. Tao cho mượn mà tao không giải ngân cho nó, hiểu cái chữ giải ngân không? Đúng không? Tao mượn nhưng mà tao không giải ngân cho nó, tao giải ngân cho cái thằng làm cầu thang. Rồi ok, 100 triệu cọc, cầu thang hết nhiêu, 150. Má, cái nhà nó có 3 tỷ mà là cầu thang 150 nè, thang gì trời. Xong rồi cái nó biết thằng này á, nó cũng theo dõi lâu lắm em. Còn cái cầu thang nhà nó 3 tỷ thì không thể nào cầu thang nó 150 được. Cái cầu thang mà 200 triệu á là chỉ có nhà cao nhanh mới là nó mới 200 triệu thôi. Đó, nó là cầu thang sắt nha em. Cầu thang thoát hiểm bắt buộc phải làm cầu thang sắt nha, không được làm bằng chất liệu bê tông cốt thép nha em. Đó, nên em nhìn ra từ những tòa nhà của anh bao giờ cũng có cầu thang sắt hết á. Nhưng mà chỉ có một cái bên Bình Tân mình nhìn không ra cầu thang sắt thôi. Đó, còn qua quận 12 tụi em tập tụi em thấy cầu thang sắt nằm trong nhà anh treo rồi ốp rồi đẹp rồi chưa? Để cho nó đừng có mưa gió sét gỉ ủng tội nghiệp, thấy không? Còn bên quận 9 nó đang thi công cầu thang thoát hiểm luôn, chọc trời. Nhìn xuống cực kỳ chóng mặt luôn. Cái cầu thang nó không là mấy trăm triệu đó ba. Cầu thang thoát hiểm rất là mắc, nhưng mà cái là cái bắt buộc nên thằng bạn anh đâm ra nó bị bắt buộc làm. Chứ tụi em có muốn làm không? Đúng không? Không thằng nào muốn làm hết ba ơi. Tự nhiên đang xây cái nhà mượn nợ chết mẹ luôn, giờ phải xây thêm cầu thang thoát hiểm nữa, đúng không? Nên cái chuyện đó là nói chung nó là bắt buộc đó, nhưng mà mình gọi là cái nhu cầu sử dụng đó thì nó không có, trừ nào trái nhà thôi, nhưng mà trái nhà không từng hoàn cảnh nữa. Nói chung là nó chung vấn đề an toàn đấy, không có được. Cho nên tụi em xây nhà đó tụi em phải hoạch định tới cái cầu thang thoát hiểm. Cầu thang thoát hiểm là cầu thang làm bằng sắt và chi phí rất là cao, nha. Anh giải ngân cho thằng, anh không cho nó mượn tiền đâu, anh cho nó mượn ai biết được mày thu banh là sao, đúng không? Mày thu banh là mày giả bộ mày mượn tao mà nó mày làm cầu thang thoát hiểm đã đời là mày chung cho thằng bán banh kia, điều nào tao đòi được. Ví dụ giờ tao cho mày mượn làm cầu thang thoát hiểm kia, rõ ràng là mày cầu thang thoát hiểm tài sản thế chấp cầu thang luôn. Mai mốt mà mày trả là tao lại nhào bây giờ cầu thang nhà mày. Anh nói rồi, trên đời mình sống mình thương bạn thật nhưng mà đừng có để bạn lừa. Ở trong đây bao nhiêu thằng bị bạn lừa, comment chia sẻ cái độ ngu của mình nghe chơi với em. Đó, anh cho mượn tiền xong lôi eco rồi, nào làm thang thoát hiểm mày điêu tới đây, pháp nhân công ty đứng đây ký ok, kèm tao tờ giấy cam kết ba bên, tao cho mượn tiền để làm cầu thang, tao giải ngân cho thằng này. Trong trường hợp mày không trả số tiền cho tao, tao tháo cầu thang nhà mày. Còn trong trường hợp tao chuyển tiền cho mày, mày không làm cầu thang cho nó, tao kiện mày luôn. Thằng cầu thang nó nói, ủa sao mày làm kỹ như vậy, nó làm ăn quen mày, tao bạn mày mà, thiệt bồ tao chưa tin, nó bạn là gì. Nên vậy được rồi, bạn mượn tiền mình thì mình cho bạn mượn ở đó ok, rồi mình cái cách mình cho mượn sao tụi bạn theo mình chứ, đúng không bạn? Mục đích chính của bạn là bạn mượn tiền mình và mình đã cho bạn mượn, mình không bao giờ mình đòi hỏi bạn chứng minh tài sản hay ABC các kiểu, không cần bạn phải có cái gì mà không cần đòi ngày trả, không lấy lãi luôn. Chừng nào mày có ngày trả cho tao vậy được rồi, quá đẹp, theo anh thấy đó là quá đẹp. Còn bây giờ cách cho mượn thế nào thì mày phải nghe tao, còn mày cãi tao thì mày đi kiếm mượn thằng khác. Bây giờ nó thiệt với em đi mượn nợ, em mượn người thân đó, nó cũng lấy tiền đấy, cái tiền lời đó. Chứ đừng nói chuyện mà hãy mượn không tiền lời, thì không đâu có đó. FE nhiều, anh thấy ra đời mượn tiền khổ cỡ nào, nhưng mà xây nhà cái chuyện mà nó banh xì là chuyện chắc chắn có. Nên chuyện xây cái nhà nó sẽ ra nhiều cái, mà bây giờ cái vấn đề cầu thang thoát hiểm là một cái mà anh nói thiệt, tụi em xây nhà tụi em phải dự trù cái đó đi. Có nhiều cách để làm đó, tụi em làm kiên cố nhanh đó thì nó mát, đúng không? Nó mát. Còn muốn rẻ biết sao không? Chỉ cho xiền luôn, tao bảo đảm là tao chỉ chỗ cho mày rẻ luôn đó. Bởi vì kinh nghiệm giang hồ anh ghê đó, dân chơi thì làm cầu thang thoát hiểm như anh trị giá mấy trăm triệu, còn dân thường á làm cầu thang thoát hiểm kiểu khác trị giá mấy chục triệu. Đi ra ngoài chỗ mấy cái cơ sở sản xuất sắt á, đi ra ngoài chỗ mấy cơ sở sản xuất sắt á, đúng không? Thấy nó làm cầu thang không? Cầu thang có trụ sắt đây nè, xong nó dầm ra nó bán luôn, nó bán xong chở xe tao luôn, gắn nhạm luôn đó. Hiểu là nói cầu thang đó không mấy em? Nó cầu thang nó bảo rẻ mà đi hên xui nha, nó tránh hàng kịch xong mày đi té mẹ luôn. Nhưng mà nói thiệt với mày, cầu thang có ai đâu đi, không ai đâu đi cầu thang đó, trơn trọi đó thiệt luôn á, để cho có vậy thôi. Chứ mà lúc nó cháy nhà nó mới chạy, mà cháy nhà nhiều hoàn cảnh để chạy nữa, đâu phải chạy đó không đâu, đúng không? Nên cái vấn đề cầu thang đó là tụi em phải nói chung là tùy tụi em chơi thôi. Tụi em muốn làm cầu thang bự cũng được, cầu thang xịn cũng được, này nọ kia cũng được, nhưng mà nên nhớ cầu thang thoát hiểm tụi em đầu tư nó sẽ rất là tốn tiền đó. Và khi tụi em giám sát thi công công trình cầu thang thoát hiểm á, thì phải nói chung á, đưa cái hình cầu thang của Duy Nguyễn ra kêu làm giống y chang, ép giá được càng nhiều càng tốt đó, ép giá được càng nhiều càng tốt nhá em. Nói chung là làm giống gì thì để nó an toàn phải đó bạn, mình không làm thôi, mình làm phải an toàn, hiểu không? Nguyên tắc quy làm vậy á, mặc dù tiền nó ngu thiệt, mấy trăm triệu bỏ vô cầu thang, mấy chục triệu bỏ vô cầu thang, chị nó đâu lấy được đâu em. Ví dụ như tụi em xây cái nhà thì co, cái nhà này nọ nội thất này nọ đẹp đẹp vô tiếp khách còn nổ được, còn cái chế thương mại đâu ai nổ cầu thang thoát hiểm đâu, đúng không? Đâu ai dẫn ra sao em, mình mở cái terrace ra sao, đi ra sao chỗ tôi nuôi gà này có cầu thang này, nó cầu thang thoát hiểm nhà tao đó, đâu ai nổ cái đó, đúng không? Nhưng mà cầu thang thoát hiểm ở bên Bình Tân á, lần đầu tiên anh làm cái nhà này á, nó báo cho anh cái cầu thang thoát hiểm, anh té ông xỉu luôn em. Nó đọc cái số tròn chỉnh 200 triệu, má nó lỡ 200 triệu quốc mẹ 500 cho chẳng số em. Biết sao ra 500 không? Cầu thang của anh nó thoát hiểm, tao bay vô BBT Bình Tân, tao bay tập, tao đố, tao bay biết cái nào cầu thang tiền và cái nào cầu thang thoát hiểm luôn. Bây giờ không thể nào tao em biết được, trừ khi nào tao em có bản vẽ công trình. Tại vì cái cầu thang thoát hiểm bên Bình Tân anh làm giống y như cầu thang thiệt luôn, làm giống y chang luôn, hai cái y chang nhau. Bởi vì cái cầu thang thiệt rất rẻ, cái cầu thang thiệt không có gì mắc hết em, mà cầu thang thoát hiểm mắc kinh luôn. Cái này nó mới vi diệu nè, cái cầu thang thiệt đó đúng không, đầu tiên đổ một lớp bê tông thẳng đứng vậy nè, cái sắt ở trong mỏng xì à, cái sắt bình thường thôi, lớp sắt trong ống xì đổ lên xong rồi dựng xây vết gạch ra cầu thang đó. Còn cầu thang thoát hiểm toàn là sắt xịn không, sắt cứng, sắt xịn không, sắt y, sắt h rồi đó, nét ghép vô dựng lên làm từng miếng sắt, kia là sắt gì ta, sắt gì mà sắt gì mà miếng sắt mà nó để ngoài đường á, cái chỗ mà làm mấy cái chỗ mà công trình lắp cống gì đó nó hay kê miếng sắt đó lên cho xe chạy qua đó em đó. Mua miếng sắt để về chặt cắt ra đó, làm thành từng bậc xong đổ hồ lên, xi măng lên, để một lớp đá ra nít lên phát nữa, để một lớp đá ra nít lên phát nữa, xong rồi làm cái tay vịn cầu thang bằng gỗ luôn, kèm kính cường lực luôn, nên cầu thang qua rất là mắc, cú lên thốn muốn tôi đốn luôn. Tại vì nó thật sự trước khi mà gọi là làm cái nhà không ai nghĩ tới chuyện đó, nên cái chuyện cái cầu thang thoát hiểm là một câu chuyện bất ngờ đó, mà trong nhiều câu chuyện bất ngờ khác mà nó dẫn tới phát sinh chi phí cho một cái công trình xây dựng. Đúng không? Cái đó là bắt buộc cầu thang thoát hiểm phải có, nhà tụi em mới hoàn công, mới nghiệm thu được. Vậy thì cái vấn đề hoàn công ngôi nhà đó là vấn đề gọi là cuối cùng. Cái vấn đề mà giống như là tụi em xin phép xây dựng, thì tụi em đang được xây dựng xong rồi tụi em phải hoàn công để người ta xác minh rằng cả cái nhà của em đã xây theo giấy phép xây dựng đó, ABC sẽ kiểu cấp cho cái sổ đỏ. Đúng không? Bình thường cái sổ của em là không có nhà, cái sổ của em có cục đất không à. Còn bây giờ tụi em hoàn công nhà thì cái nhà của em mới có sổ. Nhà tụi em mới có sổ thì giá trị bất động sản của em nó tăng cao lên. Đó, hiểu không? Rồi sau này giả sử nhà nước ủi nhà làm đường đó thì đền thêm cái nhà nữa. Wow. Tại vì ông cấp phép cho tôi cái nhà rồi thì bây giờ ông mà lấy đất, ông xây gì đó tôi phải đền tôi cái nhà. Còn thí dụ như cái nhà của bạn xây mà không có trên sổ á, cái nhà nó có ngoài đời, nó có trên giấy á, hiểu không? Thì khi mà nhà nước mà lấy đất trưng dụng một vấn đề gì đó thì nhà nước ủi cái nhà bạn luôn, thì bạn phải trả tiền cho nhà nước ủi nữa. Nghịch lý mà. Giống như cái ông nào, ông sếp nào bên quận 1 mà đi hay cẩu xe hơi đó, người ta kêu làm gì cẩu cẩu đó đó, mà mình cái xe hơi bị cẩu nha, chủ xe phải trả tiền. Vấn đề cầu thang thoát hiểm đó, nó nằm ở trong cái hạng mục đi kèm, đó là công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà. Thì cái vấn đề phòng cháy chữa cháy anh sẽ nói trong một video khác, hôm nay anh chỉ nói về cái cầu thang thoát hiểm là cái vấn đề nó ngốn rất là nhiều vốn, và cái cách cho bạn mượn tiền nó ràng buộc về pháp lý nha em. Nãy giờ anh nói chơi tụi em tưởng đâu anh nói về cầu thang thoát hiểm, nhưng không phải, đó là cái cách cho bạn mượn tiền nó không chạy được. Nên anh cuộc cuộc sống này nó rất là những người yếu về mặt pháp lý, dẫn tới bị lừa đảo lum la, qua tối có ông kia nhắn tin anh ơi chết mẹ em rồi, xóm em bị lừa 250 người luôn anh. Cái nó ổ xóm này bị lừa 50 người như gì, con nhỏ kia nói cán bộ ngân hàng, cái nó vô nói là giờ dịch Covid rồi, bây giờ phải ăn đưa số đỏ cho nó đi, nó cho vay người 2-3 tỷ gì đó để trang trải. Cái dân tin mày đưa sổ đỏ cho nó, giờ nó cắm sổ đỏ trong ngân hàng không mà tiền không có chuyển, không có giải ngân cho nó, cái nó cái không có giải ngân cho mấy người chủ sổ á. Xong rồi cái mày hỏi ủa sao mấy gì lừa tao dễ cho ba, câu chuyện mày kể nghe ảo quá vậy. Theo tao biết về luật pháp á, và những cái gì tao biết được, nó không thể nào lừa cho nó được. Còn bây giờ cho dù nó lừa kiểu gì hay kiểu gì, mày kiện công an đi, mày ra là báo công an đi, báo công an gửi đâm lên tòa án thôi, dễ ăn của ngoại, đúng không? Dễ ăn của ngoại, trong khi mày không có đi mượn tiền mà chỉ đưa cái hành vi đưa sổ cho người ta thôi, cũng lắm mất sổ làm lại sổ thôi, chứ sao mà mày ôm cục nợ trong người nghe vô lý vậy. Mà thằng nó kể như đúng rồi vậy, em không biết nữa, thằng này trong cái câu chuyện này nó có gì đó nó sai, có gì đó nó sai, chứ còn cái nguyên tắc mà cắm sổ vô ngân hàng này nọ kia mà lấy tiền ra giải ngân của nó không có. Nên quay lại cái bài toán là cho bạn mượn tiền mục đích cụ thể rõ ràng, đúng không? Thí dụ như cho bạn mượn tiền xây nhà thì ok, còn cho được nha ba, cho bạn mượn tiền đi ăn xài hoặc là cho bạn mượn tiền đi trả nợ là chết mẹ nha, nói trước rồi đó. Ê gì thằng mày cho tao mượn lẻ đi, lãi cao không được, thằng kia nó chắc chém tao rồi. Cái nó vậy là sao? Vậy là mày mượn nợ của tao đi, mày trả nợ thằng kia rồi lấy đâu cái tiền đâu mày trả nợ tao. Tao mượn thằng Đạt Media trả tiền cho thằng gì, không có gì, không có gì đó đâu ba. Ví dụ như mượn tiền cái xe ok được, mượn tiền mua cái xe đúng không, ok được, chứ điều kiện mày thế chấp cái xe cho tao chứ sao bà, chứ không lẽ tao cho mày mượn cái không lãi luôn, cho mượn cái xe thế chấp cái xe cho tao đó, nhưng mà tao định giá cái xe của mày theo cách của tao, đúng không? Ví dụ xe mày mua 1 tỷ tao định giá 300 thôi, cũng cái cầu thang thoát hiểm nữa. Bây giờ nó có một bài toán nè, thường thường á cầu thang thoát hiểm tao để ngoài trời nắng mưa đúng không, vài bữa sau hư mẹ, mưa nắng sặc sét thì tờ lưa hết, tụi em phải sơn màu cho nó nữa, ủ sơn màu cho nó đẹp lên rồi xong rồi kiếm gì úm nó lại nữa thì nó mới bền nha mấy em. Nói chung cái nhà nào mà nó phức tạp lắm, cái nhà rất là phức tạp. Bởi vậy mấy em thấy cầu thang thoát hiểm mà đường đẩy qua thiết kế đó, là phải sơn màu đỏ nhìn cho nó ngầu, rồi kế bên đó phải nghĩ tới cái chỗ để thiết kế gọi là cục nóng nữa cục nóng nó lạnh đó chứ không để đâu đó, ghê lắm. Nên cái vấn đề á, xây cái nhà, cái kinh nghiệm nó rất là nhiều cái, rất là nhiều cái, từ khâu thiết kế tới khâu vận hành tới khâu phát sinh. Nhưng mà tao nói tóm lại, tụi em muốn xây dựng gì đó tụi em có thể hỏi anh sẵn sàng, anh chia sẻ, anh giải quyết những cái kinh nghiệm của anh. Hoặc là tụi em có thầu không có người làm á, tụi em cứ kiếm anh đó, anh giới thiệu thầu cho, nó làm cũng đàng hoàng lắm, không đến nổi đâu em, phần trăm miễn mẹ đi, đúng không? Anh nói thẳng với mấy thằng thầu luôn, tụi mày đi theo anh lâu rồi, anh thừa sức anh giới thiệu đối tác cho tụi mày làm nha. Nhưng mà hai cái vấn đề mà tao rất ghét, một là chém người ta, hai là lại quả cho tao. Tao không cần cái đồng tiền bất chính, bất lương, dơ bẩn đó. Thay vì mày lại quả cho tao đó, thì mày làm tốt cho người ta đi, để cho người ta thấy rằng tao là một thằng giới thiệu đẳng cấp. Anh nói thiệt á, anh chơi phá mồi lắm em, bảo đảm là trong giới bất động sản hầu như ghét tao hết. Nhưng mà bây giờ tao nghĩ coi, anh là người có đầu óc, có trí tuệ, đúng không? Anh kiếm cái đồng tiền nó phải đẳng cấp, anh kiếm cái đồng tiền nó phải bằng công sức của anh, chứ anh đâu thế nào mà anh được lợi dụng cái sự nổi tiếng của anh đi giới thiệu thầu cho người ta là anh ăn phần trăm, đúng không? Xin lỗi mày, cái đó là tiêu cực ở Việt Nam, tao bắt ghét, đúng không? Một anh là anh chơi tư tưởng của Mỹ à, không có chơi mấy cái trò này, không có chơi đâu em. Thế vậy mày nghĩ coi, bây giờ tao giới thiệu thằng thầu cho mày đi, xong rồi kia nó mày chia tao 10%, chia 10%, thằng thầu nó phải chia 10%, thì nó phải đổi giá hợp đồng với lên nó mới chia tao được chứ, đúng không? Hợp lý chưa? Thì như vậy có phải là cái công trình của mày nó vô duyên không? Nó mắc mà cái chất lượng nó không tương xứng, mà sao mà ăn những đồng bạc cách như vậy đó, nó không có đẳng cấp. Cái thứ hai nữa mày chửi, nó trời Duy Nguyễn nó chỉ ngoài đạo lý trong ông tạp chứ cái trà, đúng không? Không có được, ghét như vậy á. Bởi vì chơi với bạn khó chơi lắm em, đời này thật xong thì ít mà lý thông thì nhiều, tôn tẩn thì có nhiều, bà nguyên nhiều cũng có. Nó nói chung anh sẵn sàng, anh có thể giúp đỡ các em, nhưng mà nói thẳng, tấm anh chơi đó là nó phải trong sáng, nó phải đàng hoàng, để chúng ta cùng nhau đưa đất nước Việt Nam đi lên bằng những doanh nghiệp nhỏ, trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư làm đại lý thương hiệu như tụi em, đúng không? Tại sao anh bắt tụi em làm đại lý thương hiệu, phải làm cái kệ hàng, phải làm cái bảng hiệu này nọ kia đó? Đó là cái nền tảng bền vững để cho tụi em có thể phát triển online marketing, offline marketing mãi mãi, forever đó. Nó không thiệt cái đâu cả, bỏ ra 50 triệu đi co cái shop nhưng nó không thiệt cái đâu cả, đúng không? Chứ đâu phải là mình làm ăn mà mình chụp giật, mình không xây dựng cái móng, làm sao mình xây dựng cái nhà, đúng không? Em thấy không, mình phải xây dựng cái móng cho nó vững chắc, thì những cái tòa nhà của BBT nó mới ngạo nghễ trước khí trời. Còn nếu mà không có cái móng, anh xây tới tầng thứ hai nó nghiêng mẹ cái nhà rồi. Muốn coi móng nhà BBT cái gì, 4 móng, muốn coi móng nào đó thì coi, không đẹp, không chất, không ăn tiền, nó chất như là cái chất của anh Duy Nguyễn vậy đó. Cảm ơn các em đã theo dõi video, hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Hay thì share và like đi ba, cười gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.